dự án cụm công nghiệp Cầu Bầu nằm ngay cạnh khu dân cư của người dân thôn Cầu Bầu. Đang trong quá trình thực hiện san lấp dự án, quan sát bằng mắt thường tại dự án có thể thấy những đống phế thải xây dựng cao 1 đến 2 mét nằm ngổn ngang trên bề mặt của dự án chen lẫn túi ni lông, vải bạt đang được vận chuyển về và trực chờ được san lấp tiến hành san lấp. Để làm rõ số lượng rác thải phế thải này được lấy từ đâu, phóng viên đã tiến hành theo xe và ghi nhận. Từ những ngày đầu tháng 3 năm 2022, nhiều chiếc xe mang thương hiệu HOVKO liên tục chở rác thải, phế thải về dự án cụm công nghiệp Cầu Bầu để tiến hành san lấp. Thời gian hoạt động của nhóm vận chuyển này thường từ 22 giờ đến 45 giờ sáng ngày hôm sau. Số lượng rác thải, phế thải này được lấy từ bãi tập kết trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại đây, sau khi ăn no rác, những chiếc xe vội vã di chuyển theo tuyến đường Nguyễn Xiển, Sa La qua ngã rẽ về trục đường phía Nam đến địa điểm dự án cụm công nghiệp Cầu Bầu đã được kết nối từ trước. Hầu hết những chiếc xe này chỉ được che đậy sơ sài và có dấu hiệu quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tại dự án cụm công nghiệp Cầu Bầu, tại thời điểm quan sát, phóng viên thấy có khoảng 2 chiếc máy xúc và 1 chiếc máy ủi đang trực chờ rác thải, phế thải xây dựng từ những chiếc xe HOVKO về để san lấp. Trong suốt thời gian dài, diện tích rộng hàng nghìn mét vuông đã được lấp đầy bằng những đống đất, bùn thải, phế thải xây dựng cao 1 đến 2 mét. Để dự án san lấp bằng những vật liệu như vậy, chất lượng công trình sau khi hoàn thành liệu có được đảm bảo? Về lâu về dài, những hệ lụy, tác động xấu đến môi trường, thiên nhiên tự nhiên là điều khó tránh khỏi. Nếu điều đó xảy ra, gánh chịu hậu quả không ai khác chính là người dân xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, những người đáng ra phải được chính quyền địa phương bảo vệ,